Đấy, chào mọi người nha. Đây là cái mẫu sắp đôi anh em. Sắp đôi nắp tắt. Một cặp nha nè. Đấy, giờ tới khâu ghép gỗ. Sắp này đóng 15 phút xong nha. Nói gì mới phân đấu được chứ. Nói 15 phút đồng đóng phân 10 phút. Mấy cái sắp đóng nhanh hơn cái vỏ lo kẹo. Vỏ lo kẹo nó còn chép cái búa tao đâu. Lâm hết nhiều học nữa. Cái mẫu sắp này nó đơn giản. Cũ hơn áo hôm qua. Hôm qua năm mới thì sao không mua vài quần sọt mặc nó đẹp đẹp xíu rồi mặc đồ cũ hoài vậy. Hả? Quần của xì vậy? Ừ. Anh đổi quần ai có mới không? Mới à. À mới à. Dạ. Tết về đâu được mặc đồ mới rồi. Đâu tâm xịt tông rồi gì nữa. Qua Tết thì mình mặc đồ mới. Năm mới mặc đồ mới nè. Vô cái đất luôn. Cái đúng giờ nó mới chạy lại. Đây dịch tiếp cho. Rồi nhớ bò nè. Lắm. Nay chủ nhật anh em đừng bỏ cử anh em. Làm vài lon nè, chịu phải làm vài lon nè. Riêng tôi đã đi sắm mồi rồi đó hả? Vài lon tối dễ ngủ. Sáu bảy tắt bảy tắt gửi luôn đây, sau bảy tắt gửi anh em dài 2 4 6 8 bên một sắp năm tắt cao 4 tắt hả năm tắt cao 6 tắt cao 6 tắt ngang mét mốt sâu 75 này nè.
5 phút rồi đó anh ơi. Nó 15 phút rồi đi 5 phút rồi đó. Đấy, lúc này à. Nhớ 15 phút xong nha. Mà em về đâu được đâu, cứ gặp ổng nó mời về đi. Rồi, có nó không? Gì mà chính xác. Làm mà chính xác nha. Tất đồ đầy đủ hết. Nó nói là ủa bác hai có điều bản thằng ké ta. Mày hả Nghĩa? Chết luôn Nghĩa ơi. Nghe rồi. Tới về. Rồi, ông đó ông chở bông bông quá trời ta. Vô. Dọn nhà nó ra đây mà. Mình dịch tiếp không? Chưa nghe lần mực nè. Nữa mới được. Hay quá anh ơi. Không, tao nhớ mày đâu có dặn không mày. Không, không có dứt ngang. Giờ cái mặt bát không nhìn em. Lỗ đồng hơi nó gì nè. Cái vỏ này được cái là cái lỗ đồng hơi không, nó quất gần tấm dáng. Còn cái dốc được không cho bà? Được. Được cát luôn không? Chú ý là phải chống giữa là được rồi. Chống giữa là... Chống giữa vậy đó, mắt bát thôi. Ngày chống giữa vậy đó. Nãy giờ nửa tiếng hộ vậy. Cái này bây giờ nửa tiếng gáo gáo. Này.
không. Thông hơi hồi mình làm cuối cùng luôn hả? Đúng rồi. Bốn lỗ thông hơi làm sau cùng vậy nè. Rồi mảnh ghép cuối cùng. Ai thằng cái giỏi sấp. Cái này cái thứ hai nha anh em. Cái thứ nhất đóng xong rồi. Đầu vô hơi nè. Đầu vô hơi nó quan trọng nè.
tí. Dựng tí. Xong không hơi cái. Dựng tí thì dựng chuột. Dựng tí đi. Dựng tí chuột. Chuột à. Tám tấm, hai cái 16 tấm. 6 tấm mà biết nhiêu dáng mà. Vỏ này cứng lắm, cứng. Cái mấy dáng mà nó chịu lực hai cái bên hông này nó chịu lực rất là cứng. Đây nó là cống hơi luôn, nó chịu lực hai cái vách này rất là cứng nha anh em. Sơn xong cái mẫu xếp đôi nha anh em. Này, hai cái sơn xong luôn. Mới sơn xong luôn. Cái tay nắm mà chưa đóng à. Cha dưới lại dưới này nha, xong chuyện cho anh dưới kia luôn. Dạ. Này cũng xong chân anh em. À, còn cái mặt lưới nó lắp sao chứ còn ướt coi chưa lắp được. À, cho anh em xem lưới nha. À, đây lưới dập nha anh em. Đây, lưới dập luôn. Ngoài lưới cắt. Tay nắm là xong. Đây khách yêu cầu là hai cái lỗ đi bắt cái bát cho cái vỏ cũng cứng. Qua hai cái chạm. Vô luôn hả? Rồi, video mình cũng kết thúc đây anh em. Mình có để số điện thoại trên màn hình để anh em liên hệ nha. Rồi, bye bye anh em nha.